Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C số tự động quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Elantra phiên bản 1.6 GLS. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân. Và chiếc xe này thì cũng mới lăn bánh được hơn 6 vạn km thôi các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả là còn nguyên bản hết luôn. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 415 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Elantra 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cả chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Elantra phiên bản GLS 1.6 2016 này các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp luôn bạn ạ. Và đặc biệt ở phiên bản GLS này thì quý vị bạn cũng đã biết rồi là phiên bản đủ luôn bạn nhé. Phiên bản GLS là phiên bản đủ, xe được trang bị khóa thông minh, đèn nổ start top, cửa sổ nóc đấy, và điều hòa tự động, đèn pha bi xenon, đèn led, đèn gầm đầy đủ rồi các bạn nhé. Phiên bản này thì không còn thiếu cái gì nữa đâu. Phiên bản GLS màu đỏ rất là đẹp luôn các bạn nhé, không tai nạn, không ngập nước gì cả. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Elantra GLS 2016 này bạn nhé. Phần đầu đây các bạn xem này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Toàn bộ từ những cái cụm đèn pha đấy, đèn pha còn rất là mới, chưa có bị xước sát gì các bạn nhé. Đèn gầm cũng là đèn bi rồi này, toàn bộ mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất là đẹp luôn bạn nhé. Ở phân khúc C thì xe cũng đã được trang bị rất là nhiều option, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, khóa thông minh, đèn nổ start top đấy. Và đây là về cái phần sườn bên lái các bạn nhé, nước sơn còn rất đẹp luôn này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả nhé. Lốp cũng còn rất là dày đấy các bạn ạ. Đấy, lốp này là chủ xe mới thay, còn rất là dày luôn bạn nhé. Nhìn từ phần ba đời sốc sau thì quý bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị đầy đủ option từ màn hình, camera lùi, cảm biến lùi các bạn nhé. Cụm đèn hậu đây cũng chưa có bị xước sát gì cả này, rất là mới luôn này. Đây là phần cụm đèn hậu nhé, rất đẹp luôn. GLS này, cảm biến lùi này, lốp mới thay, rất dày luôn bạn nhé. Đấy, và đây là cái phần nước sơn của cái sườn bên phụ này. Phần sườn bên phụ bạn xem đây ạ, nước sơn. Hôm nay thì thời tiết nó rất là nắng, cho nên là để ra ngoài trời nắng này, nếu như mà cái nền có bị đâm đụng hay là có bị va chạm gì cả thì nhìn nó rất là lộ bạn nhé. Rất đẹp luôn này. Đấy, phần đầu đây các bạn xem, phần đầu chưa có bị xước sát gì cả. Toàn bộ về ngoại thất của chiếc xe đều rất là đẹp, rất là mới rồi các bạn nhé. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất bên trong của chiếc xe. Đấy, mở cánh cửa này, tôi sẽ mở cánh cửa phía trước bên lái cho các bạn xem này. Toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này, đấy, đều rất đẹp luôn. Đấy, công tắc này, lên xuống kính này, rất đẹp luôn bạn nhé. Toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đều rất là mới này. Vô lăng, cần số, tay phanh đều rất đẹp luôn bạn nhé. Và ở phân khúc C thì các bạn xem đây ạ, xe cũng đã được trang bị cái này là có cả cảnh báo phân lốp rồi bạn nhé. Đây tôi đóng cửa này vào đấy, có cả cảnh báo phân lốp này. Chiếc xe này thì một lốp bên phụ, lốp trước bên phụ nó đang non hơi cho nên đang báo lốp các bạn nhé. Đấy, và đồng hồ công tơ mét thì hơn 6 vạn km rồi các bạn này. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động này, cruise control có hết luôn các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp luôn này. Nội thất ghế da này, trải sàn da này, đầy đủ luôn rồi. Cửa sổ nóc này, màn hình của Hyundai thì bạn biết rồi đấy ạ, rất là xịn, có cả cảnh báo tốc độ, hạn chế tốc độ này, các thứ này. Đấy, cổng sạc điện thoại này, USB này, đầy đủ luôn. Nội thất rất đẹp luôn nhá, toàn bộ từ những phần nỉ trần đến ghế da là còn nguyên bản luôn bạn nhé. Đấy,
Và tiếp theo tôi sẽ mở cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này. Cánh cửa phía sau này, keo chỉ còn nguyên zin. Tắp đi cánh cửa này cũng rất mới này. Đấy, toàn bộ ở cái phần nội thất này các bạn xem đây ạ. Nội thất đều rất mới luôn này. Đấy, ghế nỉ này. À, ghế da, xin lỗi các bạn này, ghế da cao cấp nguyên bản theo xe các bạn nhá. Đấy, nỉ trần này, đến ghế da này, cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này. Phần cúp C cho nên là rất là rộng các bạn nhá. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị các bạn cùng xem này. Cốp sau này thì toàn bộ từ keo chỉ của cốp sau còn nguyên zin. Đấy, keo chỉ cốp sau này. Đấy, nỉ ở cái cốp sau này cũng đều rất đẹp luôn các bạn nhá. Đấy, nỉ rất đẹp này. Chủ xe cũng bọc vô lăng, tôi mới tháo cái vùng bọc vô lăng ra để tôi quay thôi. Tất cả nỉ ở cái cốp sau này đều rất đẹp này. Trải ra của cốp sau này, thảm này, thảm cốp sau cũng đều rất là mới các bạn nhé. Đấy, lốp siêu cua còn mới tinh đây các bạn này. Lốp siêu cua còn mới tinh, nguyên vạch sơn các bạn nhé. Đấy, lốp siêu cua còn mới tinh luôn này. Còn nguyên vạch sơn này, tôi phải quay sát lại để cho các bạn thấy là cái vạch sơn của cái lốp siêu cua này nó còn nguyên này. Đấy, vạch sơn này còn nguyên đâu bạn nhá, lốp siêu cua rất mới luôn. Đấy, và nhìn vào cái phần sau này cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, còn đều đẹp luôn các bạn nhá. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem này. Từ keo chỉ cánh cửa còn nguyên zin này, tắp đi cánh cửa rất đẹp đây. Đấy, tắp đi cánh cửa này, cái bậc cửa này, ghế da này, ở cái phân khúc hạng C này thì ít xe chạy dịch vụ nha. Tất nhiên là cũng có nhưng rất là ít các bạn ạ, cho nên là nó rất là mới đấy ạ, xe gia đình các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cánh cửa phía trước bên phụ này, cũng là bấm tay để mở cửa đi các bạn nhé. Đấy, toàn bộ tắp đi cánh cửa này, keo chỉ của cánh cửa này. Đấy, keo chỉ cánh cửa còn nguyên zin này. Tắp đi cánh cửa thì rất là đẹp đây, toàn bộ từ tắp đi cho đến tắp lô, đấy, đều rất là mới luôn các bạn nhé. Vô lăng, cần số này, tay phanh này đều rất đẹp luôn các bạn này. Đấy, màn hình này các thứ đầy đủ luôn này. Đấy, cửa nóc này đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Đấy, toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, và đây là cái phần động cơ của chiếc xe. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Elantra 2016 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.6 lít kết hợp với hộp số tự động các bạn nhé. Đấy, và ở cái động cơ này là còn nguyên zin từ ốc chân máy các bạn xem này, đến ốc mặt máy này còn nguyên zin hết luôn này, ốc chân máy nguyên hết luôn bạn nhé, chưa có một con ốc nào mở đâu. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn ở cái động cơ này là nguyên zin, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả là còn nguyên bản. Không những là còn nguyên bản và ở cái động cơ này nó còn rất là mới đây các bạn nhé. Đấy, rất là mới này. Những cái tấm nỉ của cái cabo này cũng còn mới luôn này, keo chỉ cabo này chưa có mất một phân keo chỉ nào các bạn nhé. Đấy, tất cả là còn nguyên zin và rất đẹp đây. Từ những cái ống tai này, đấy, còn nguyên zin hết luôn các bạn nhé. Đấy, tất cả còn nguyên zin và còn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Elantra 1.6 GLS số tự động, sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh được hơn 6 vạn km. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn ở chiếc xe này là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả còn nguyên bản. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 415 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Elantra 2016 phiên bản GLS số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Elantra 2016 số tự động các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. We'll be right back.
trăm người bán, vạn người mua hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.